chủ động làm việc tốt lập quỹ từ thiện, fan tiêu chiến bất ngờ bị ném đá, fan hâm mộ tiêu chiến thành lập tổ hạng mục công ích dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của phòng làm việc Nam Minh Tinh, đem tình yêu thương kết tụ thành sức mạnh công ích. Vì sự cố fan report làm sập trang AO3, tại Trung Quốc tiêu chiến rơi vào vòng xoáy chỉ trích tẩy chay của dư luận, nhiều đại ngôn sản phẩm, sâu giải trí, tác phẩm phim ảnh có sự liên quan đến nam diễn viên đều bị ảnh hưởng nặng nề, những dự án đang tiếp xúc với tiêu chiến cũng vội vàng rời đi trước sức ép của công chúng. Tuy nhiên, không phải cánh cửa nào cũng khép lại với tiêu chiến. Mới đây, blogger lên bài tiết lộ một dự án phim truyền hình lớn mang tên tiệm đồ cổ Á Xá. Đã chọn tiêu chiến trở thành nam chính. Điều đặc biệt, nhà sản xuất lại là người quen của anh chàng. Thế, nên không hề rời bỏ tiêu chiến như những người khác. Ngoài ra, giám đốc triệu trí cương của kiểm sát nhật báo. Đã lên tiếng ủng hộ fan hâm mộ tiêu chiến, vào ngày 16 vừa qua, dưới góc độ pháp luật. Ông phân tích rằng việc report bài rơi xuống trên trang AO3 của fan hâm mộ là làm tròn nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Nhận định hành vi report của fan tiêu chiến là việc làm chính nghĩa, duy trì trật tự xã hội, đây được xem là sự cổ vũ rất lớn dành cho fan hâm mộ tiêu chiến. Ngày 21 tháng 3, một tài khoản Weibo có tên tổ hạng mục công ích fan hâm mộ tiêu chiến xuất hiện trên Weibo chính của hậu hội viện toàn cầu tiêu chiến. Weibo này còn kèm bài viết: "Công ích là sự kiên trì trường kỳ, đồng thời cần phải nghiêm túc làm việc" Tấm lòng yêu thương không phân lớn nhỏ, dựa vào sức lực chúng ta mà làm, đồng thời còn chia sẻ bài viết, đem tình yêu thương kết tụ thành sức mạnh công ích. Thừa nhận hạng mục công ích của fan hâm mộ tiêu chiến lần này là tài khoản công ích. Được phòng làm việc tiêu chiến thừa nhận ủng hộ và giúp đỡ. Đối với việc làm lần này của fan hâm mộ tiêu chiến, một số cư dân mạng đã để lại bình luận như sau. Bắt đầu tẩy trắng rồi. Vì vậy lần này đoàn đội và fan hâm mộ có liên hệ, chuẩn bị để fan hâm mộ tiêu tiền làm công ích để tẩy trắng cho bản thân rồi. Fan hâm mộ tiêu chiến thật tuyệt. Vậy khi nào tiêu chiến mới lên tiếng xin lỗi bạn nữ bị anh ta sỉ nhục, làm công ích tại sao không ủng hộ cơ chứ? Nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.